Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Đan Trường nói gì khi vợ đẻ ra đột ngột thông báo ly hôn? Ngay sau thông báo đột ngột từ Thủy Tiên, mọi động thái của Đan Trường cũng nhận được sự quan tâm. Sáng ngày 18 tháng 7, vợ ca sĩ Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ thông báo ly hôn sau 8 năm chung sống. Lý do Thủy Tiên đưa ra là hôn nhân không tìm được tiếng nói chung. Trong những năm vừa qua, dù hoàn cảnh sống cách xa nhau về không gian, thời gian, nhưng Tiên và anh Trường vẫn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo, khi không còn được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Tiên và anh Trường đã yêu thương chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được thành quả là bé Thiên Từ. Thiên Từ là cậu con trai mạnh mẽ và tự lập, xung quanh con luôn có sự quan tâm, yêu thương của mọi người, nên Tiên tin rằng sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của Tiên và anh Trường, nữ doanh nhân trải lòng. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng gửi lời tới gia đình hai bên. Con biết ba mẹ, gia đình đều yêu thương và mong muốn chúng con có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, ba mẹ cũng biết rõ hoàn cảnh của chúng con. Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Con vẫn luôn tin tưởng cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và việc kết thúc một chặng đường đã qua sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc sống. Vì thế con xin lỗi và mong ba mẹ không quá buồn lòng về chuyện của chúng con. Nữ doanh nhân cho biết đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô lên tiếng về vấn đề này để tránh sự xáo trộn trong gia đình và đặc biệt là con trai Thiên Từ. Ngay sau thông báo đột ngột từ doanh nhân Thủy Tiên, mọi động thái của Đan Trường cũng nhận được sự quan tâm. Vài phút sau khi vừa đăng tải thông báo ly hôn, nam ca sĩ chia sẻ lại status. Anh chỉ nói ngắn gọn, chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu. Vài phút sau khi vừa đăng thông báo ly hôn, nam ca sĩ chia sẻ lại status. Anh chỉ nói ngắn gọn, chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu. Qua chia sẻ của Đan Trường có thể thấy chuyện ly hôn đã được đôi bên bàn bạc, thống nhất, thuận tình. Hiện tại, thông tin Đan Trường Thủy Tiên đường ai nấy đi đang khiến showbiz chấn động. Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi họ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân. Thủy Tiên Đan Trường nên duyên vợ chồng vào năm 2013. Thời gian đầu hôn nhân của họ phải đối diện với nhiều dị nghị, song cả hai vẫn chung sống viên mãn. Tháng 2 năm 2017, vợ chồng Đan Trường đón quý tử đầu lòng sau thời gian hiếm muộn, đặt tên con là Thiên Từ. Trong khi vợ con sống tại Mỹ, Đan Trường liên tục di chuyển giữa hai nơi để cân bằng gia đình và công việc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.